trường Đại học Sài Gòn là có đào tạo các ngành sư phạm và ngành ngoài sư phạm. Chào mừng quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với trung tâm học tập điện tử Carasa. Tôi tên Nguyễn Thị Kim Thúy, là giáo viên của một trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 20 năm trong nghề giáo, thì đến giờ này tôi có thể nói rằng là tôi rất hạnh phúc vì tôi đã chọn đúng ngành nghề mà mình yêu thích. Mỗi ngày đến trường, đến lớp được gặp đồng nghiệp và các bạn học sinh là một niềm vui lớn đối với tôi. Tôi có thể học hỏi từ công việc và từ cuộc sống. Thì mong rằng qua cái bài hôm nay, tôi có thể giúp cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cân nhắc lựa chọn đúng ngành nghề và trường mà các bạn học sinh yêu thích để có thể đạt được cái kết quả cuối cùng là đậu vào một trường đại học vào kỳ thi sắp tới này. Thì nội dung bài hôm nay sẽ có 7 ý chính. Thứ nhất là các phân ngành trong nhóm ngành sư phạm. Thứ hai là chương trình đào tạo ngành sư phạm. Thứ ba, các trường đào tạo. Thứ tư là điểm chuẩn thời gian đào tạo. Thứ năm, học phí. Thứ sáu, cơ hội và môi trường khi theo học. Và thứ bảy là môi trường làm việc sau khi ra trường.